không có gì phải năn tăn cả. Nay từ đây về tận quê 70 cây có thùng đảm bảo như thế này đấy. Lần đầu được nuôi là được, không phải no đâu. Có gì anh tham gia vì bọn em bây giờ đi tìm đường làm kinh tế chứ chẳng nhẽ bên anh thì làm thành công rồi chứ phải không đâu. Bắt đi, hai thằng cũng bắt cho nhanh. Đây đây, em cầm thùng này răng cái đàn này bắt này. Kệ nó kiểu của nó thế đấy, nó ngủ nó thế. Chứ không phải nó chết đâu. Nó ngủ bao giờ trông như là bị chết rồi nhưng không phải. Đây là nó ngủ chứ cái giống này nhiều người không biết thì bảo nó chết rồi nhưng mà nó không chết tí nào đâu. Nó cũng thế, đúng rồi đấy, thế là chính tỏ em còn hiểu. Ngủ nó phải lấp xuống. Đấy, em bê nó ra ngoài đi. Em bê nó ra ngoài cho đồng chí kia bắt. Nhà có chuồng rồi gì? Thế được. Đây đây, con trong trong đấy. Có con nào đầu to em bắt đi. Con nào đầu to bắt. Ừ. Con nào đầu to bắt. Con nào nhìn nhanh nhanh, chân thẳng, chân to bắt. Mấy con rồi em? Ngoài đấy 5 con, đi bắt thêm 5 con nữa. Đây nó làm thế này anh hỏi em biết thế nào rồi. Cứ đầu to bắt. Đấy. Đấy con đấy, đúng rồi đấy, anh chấm con đấy. Đấy con đấy. Được 5 con rồi. Con này to hơn, con này to hơn. Con to thôi. Con này giết con giết con rô. Thôi là bắt đầu là sự nghiệp bắt đầu. Sự nghiệp bắt đầu từ đây. Cứ làm đi, không bao giờ đâu. Làm là được. Phải đi tìm đường cứu nước thế. Lấy cái lắp đại vào em ạ. Đấy. Đủ chưa, là xem nào. Bây giờ lại thiếu 5, ok. Em 1 năm. Đấy, bê ra ngoài này để anh lấy băng dính anh bảo em dán luôn. Có mang dây co rồi đúng không? Em không có dây đầy đủ đây, dây thùng. Ok. Úp vào đi. Mẹ bắt được 18 con. Để vào có hai cái thùng, đây 10 con ăn thôi. Tết nó được hơn tạ mấy, nếu mà nuôi tốt. Đến đạt được hơn tạ là nó phải tầm 8 tháng đầu đi em ạ. 8 tháng rồi. Ờ, 8 tháng, 9 tháng. Bây giờ tháng 4 chắc nó sấp xỉ. Sấp xỉ mà nó cái khổng, cái loại này khi nó mà đã biết chạy nhảy, biết ăn nó lớn nhanh lắm. Nhưng mình có ví dụ cho thêm ít thuốc, mình tăng trọng hay cái gì thì... Cơ bản nếu mà nó cứ ăn cám cỏ, cái cám đậm đặc với ngô này thì nó lớn nhanh lắm. Còn nó ăn cỏ thì nó ăn bao nhiêu cũng được. Nhưng mà cỏ thì nó chỉ ngon thơm thịt, ngon thịt thôi. Mình hạn chế cỏ đi, cứ để thì mình ăn. Đấy, mình cứ làm như thế thôi. Nếu mà tăng trọng cỏ cho ăn thì ăn. Đấy, mình muốn gia đình mình muốn ăn thịt ngon thì mình phải nuôi theo kiểu dân dã. Nhưng mà con bé như con gà đâu mà anh em ăn thịt ngon rồi. Dạ. Thịt bò. Thịt nó như, nói chung là cái gì thế thôi. Bé thì cái giống nó to thì nó phải to, nhưng mà chẳng qua là mình đang nói với nhau đây là nó mỗi một cái nó có một cái gen, nó một cái giống cái đặc trưng của nó. Chứ có phải là... Đi tận bên Vĩnh Thọ sang. Đâu, này... Đâu có loại to này ạ. À.